Dạ thưa cô. Nấu ăn kiểu gì mà cả nhà nuốt không vô? Để thừa mứa như vậy đó hả? Dạ thưa cô quản gia, tại vì hồi sớm này á, ông bà chủ bữa nay mà dám cãi tay đôi với tôi hả? Dạ xin cô quản gia thương tình, tôi hứa lần sau tôi sẽ thận trọng hơn cho cô vừa lòng. Nè. Dạ. Bà thừa biết là dù bà có cố gắng tới đâu thì cũng không thể làm vừa lòng tôi được mà, đúng không? Dạ. Dạ thưa cô. Cô cứ nói đi, bây giờ tôi phải làm gì cô mới vừa lòng? Tôi sẽ ráng tôi làm mà cô, tôi xin cô. Đi ra khỏi nhà má con bà phải rời khỏi đây. Tôi sẽ cho một ít tiền làm vốn. Dạ. Đi đi. Tôi lại cô, xin cô làm phước thương tình. Má con tôi không có chỗ nào để đi hết đó. Dạ tôi xin cô làm cái phước gì? Dạ. Má con bà giỏi lắm mà, siêng năng chăm chỉ lắm mà, thiếu gì nơi mướn, sợ gì mà đói rách chứ. Dạ cô ơi, cái mặt tôi xấu xí ghê gớm như vậy không ai dám nhận hết đâu cô ơi. Tôi lại cô làm ơn làm phước đi giùm tôi đi cô. Tao nói cho mày biết, nếu như mày cứ ương bướng cứ ở lại cái nhà này thì không những mày mà còn con gái của mày chắc chắn sẽ gặp tai họa. Tới chừng đó đừng trách tại sao tao độc ác, nghe chưa? Tao nói được là tao sẽ làm được. Không thể đưa con rời khỏi nơi này được. Khó khăn lắm con mới được ở bên cạnh người thân của con. Khó khăn lắm má mới được ở bên cạnh con trai của má. Bây giờ tuổi cực như thế nào má cũng chịu đựng được hết. Một ngày nào đó má sẽ trả con về nơi thuộc về con. Nhưng từ bây giờ tới ngày đó, chắc chắn má con mình sẽ gặp nhiều khó khăn lắm. Nhưng không sao đâu, chỉ cần má còn sống trên đời, má sẽ bảo vệ con gái của má. Con cứ yên tâm học hành, nha con.